Hello mọi người. Trong video này thì mình sẽ trồng mấy cái cây lô phô bữa giờ mình tách ra ha. Mình có ba cái khay mình đã cho đất vào rồi. Thì khay này mình sẽ dành cho trồng mấy cây Ario với lại mấy cái cây lô phô nào mà nó lẻ lẻ ra ha. Còn mấy cái hai cái khay dưới thì mình sẽ trồng lô phô mà nó có cái số lượng nhiều hơn. Hôm bữa giờ lẽ ra là nên trồng sớm rồi mọi người, nhưng mà bữa giờ giờ mới làm. Thì trong khay này mình sẽ có mấy cái cây Ario bữa giờ mình tách mình để rất là lâu luôn nè mọi người. Nó héo luôn rồi. Hy vọng là trồng vô nó không có bị chết.